con mua như bà kìa con đi. Tâm mua đi Tâm. Đi. Đây là làm tay mua như bà ấy. Cái chân. Sao cái chân đi kiểu gì kìa. Bây giờ muốn ăn thì bây giờ.
Viết về đâu? Viết đâu đi ông nghe chạy rồi.
này là chân lúa với nó mua cái đằng AK mà đấy แม่ต้อยกาแย่อ๋อมันมาหอแล้วจุ๊ยแม่กลับมาที่เก่าเนาะมัวเกลือมไหนไอ้เงยเตี้ยมไหนยี่เก้าไหนยี่เก้ากายไหนcon búa đẹp nhưng mà tay chưa tay phải dẻo một tí nữa càng đẹp à ấy ô bên này cá mía có bây giờ tao phô mía đấy vậy ba ba là cái thằng béo nè ba mối chân mà nó cứ nhưng mà tay bà mối dẻo tay bà biết mối dẻo nhá đây là lần đầu tiên tôi cầm cái này đấy đây là bà mối dẻo nhá mối chi là rõ trong tay tôi như thế này nó xong là tốt nhá à mua gươm đấy mua gươm lắp xa có vậy thôi sao cháu mới bảo bảo luôn mấy bạn thích cười là cô hồng con xem bố con nhắm mắt vào rồi chứ đâu đi sang đây xem này thấy thấy không thấy không ơi ừ ừ đi cha con phải xoay chứ con phải xoay kiếm chứ con phải xoay kiếm chứ alo cả đồng vô lúc đấy giờ bao dài hơn bên này giờ bao dài cái đang máu múa trầu bên này đó mua gước nó ăn mòn đấy à ra nhâm mù nà hôm nay đại gia đình nhà này thi nhau múa trầu lấy hết lộc rồi được rồi
Được rồi, chấm điểm 10 rồi nhá. Mười điểm rồi. 11 điểm. Cái bà kia múa trầu buồn cười đấy. Ôi, chồng ngược có đến nào cắm cửa. Các bạn đẹp không cô Ngọc? Đẹp. 10 đây. Nào. Chào mọi người nha. 10 điểm. 10 điểm.